Hoa Trần là một trong số những cầu thủ Việt Kiều đã gắn bó với VBA ngay từ mùa giải đầu tiên và đã thi đấu cả 4 mùa giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam. Dù mới bước sang tuổi 22, nhưng kinh nghiệm của hậu vệ này là không hề thiếu. Thi đấu ở vị trí hậu vệ dẫn bóng, Trần Đăng Khoa nổi bật với những tình huống đột phá, kiến tạo thông minh và những cú ném 3 điểm chuẩn xác. Dẫu vậy, cầu thủ từng chơi cho Sài Gòn Heat và Đà Nẵng Dragons sẽ còn nhiều điều phải làm để trở thành một tay điều phối bóng xuất sắc. Trần Đăng Khoa xuất hiện tại VBA khi mới bước qua tuổi 19. Dẫu vậy, sự tự tin của chàng trai này giúp anh có được chỗ đứng trong đội hình xuất phát của Sài Gòn Heat tại VBA 2016. Dù đội nhà dừng chân ở bán kết, nhưng tài năng của Khoa Trần được ghi nhận với giải thưởng cầu thủ trẻ của năm. Chuyện học hành đã khiến hậu vệ cao 1m83 này phải bỏ lỡ phần đầu của mùa giải VBA thứ hai. Phải nhờ tới việc Stefan Nguyễn chấn thương không thể hồi phục, Khoa Trần mới có cơ hội trở lại giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA 2017. Dẫu vậy, sự xuất hiện của cựu sinh viên Đại học bang Washington không thể giúp đội bóng sông Hàn thoát khỏi vị trí cuối bảng. Trần Đăng Khoa đánh dấu sự trở lại trong màu áo Sài Gòn Heat ở mùa giải 2018. Sau khi trở về CAS ở lượt chọn thứ 5, Khoa lập tức được huấn luyện viên David Singleton đưa vào đội hình xuất phát. Là cầu thủ Việt Kiều duy nhất trong đội, anh trở thành điểm sáng với trung bình 16,7 điểm, 4,6 kiến tạo và dẫn đầu toàn giải về số lần cướp bóng, 3,3 mỗi trận. Tuy nhiên, Heat lại dừng bước ở bán kết. Cũng trong năm đó, Khoa Trần ra mắt ABL ở mùa giải thứ 2 của huấn luyện viên Kyle Julius tại CAS. Tại giải đấu tầm cỡ khu vực, anh nhận được nhiều sự tin tưởng của huấn luyện viên người Canada. Khoa được thi đấu gần 25 phút mỗi trận, có trung bình 7,7 điểm, 2,9 kiến tạo và 1,2 cướp bóng mỗi trận, góp phần giúp ông 30 phá bỏ dớp toàn thua tại playoffs. VBA 2019 là một mùa giải đáng nhớ đối với Sài Gòn Heat khi đội bóng này có danh hiệu đầu tiên trong lịch sử, nhưng lại đáng quên đối với cá nhân Trần Đăng Khoa. Vì một lý do không được tiết lộ, anh rời đội bóng trở về Mỹ giữa mùa giải. Trước đó, anh thi đấu thất thường và mất vị trí xuất phát vào tay Richard Nguyễn. Trần Đăng Khoa lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia khi được huấn luyện viên Kevin Jukes triệu tập vào đội hình dự FIBA 3x3 Asia Cup tại Trung Quốc. Dù đội tuyển dừng bước ở vòng loại, nhưng Khoa Trần đã được ban tổ chức lựa chọn là một trong những cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất giai đoạn này. Sau đó, anh còn giành huy chương vàng tại cuộc thi ném 3 điểm. Không nghi ngờ gì nữa, Khoa Trần là một tài năng sáng giá của bóng rổ Việt Nam. Tại SEA Games 30, Khoa Trần góp mặt ở cả nội dung 3 đấu 3 và 5 đấu 5. Không thi đấu nổi bật ở nội dung 3 đấu 3, nhưng Khoa là người cầm bóng chính cho đội tuyển Việt Nam 5 đấu 5 và tiếp tục duy trì được sự đột biến thường thấy. Hai chiếc huy chương đồng SEA Games 30 được coi là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của chàng trai tóc xù.